Nhật Bản đã chính thức có thủ tướng và nội các mới sau cuộc bỏ phiếu tại phiên họp bất thường của Quốc hội cách đây 2 ngày. Và chính sách kinh tế của Thủ tướng Ishiba Shigeru thì đang được dư luận Nhật Bản và quốc tế rất quan tâm. Phóng viên Quang Hưng phân tích qua các trang báo từ Nhật Bản. Thủ tướng Ishiba cho rằng tiêu dùng cá nhân đang chiếm tới hơn 50% GDP của Nhật Bản. Và để tăng nhu cầu tiêu dùng cá nhân thì phải tiến hành đồng thời hai biện pháp là tăng lương thực chất và kiềm chế giá cả tăng cao. Tăng lương và đầu tư được xem là trụ cột trong chính sách kinh tế của tân thủ tướng Ishiba Shigeru. Trong bài phân tích trọng tâm chính sách của Thủ tướng Ishiba, báo NHK News nhấn mạnh mục tiêu kế thừa một nền kinh tế tăng trưởng được thúc đẩy bởi tăng lương và đầu tư, đồng thời hoàn toàn thoát khỏi tình trạng giảm phát. Đáng chú ý là kế hoạch tăng lương tối thiểu trung bình toàn quốc lên 1.500 yên trên một giờ, tức là gấp rưỡi so với thời điểm hiện nay. Tờ Nikkei phân tích chính sách kinh tế chảy từ tiết kiệm sang đầu tư của Thủ tướng Ishiba, theo đó sẽ chuyển đổi từ nền kinh tế lấy cắt giảm chi phí truyền thống sang nền kinh tế tạo ra giá trị gia tăng cao và biến Nhật Bản thành một cường quốc đầu tư, nhất là các ngành ô tô, bán dẫn, nông nghiệp và công nghiệp khác. Tờ Mainichi cho rằng giới kinh doanh có cảnh giác với những tuyên bố trước đây của Thủ tướng Ishiba khi đề cập tới việc tăng thuế thu nhập đối với người giàu và thuế doanh nghiệp, khiến thị trường bất ổn và chứng khoán lao dốc ngay trong ngày đầu tiên ông Ishiba nhậm chức. Báo Kyodo nhấn mạnh về ý định thành lập bộ phận kiến tạo môi trường sống và kinh tế địa phương, với kế hoạch cơ bản cho 10 năm tới và phục hồi kinh tế địa phương như một chất xúc tác cho tăng trưởng kinh tế. Theo đó, tập trung vào 6 lĩnh vực của địa phương là doanh nghiệp, quản lý, nghiên cứu, tổ chức tài chính, liên đoàn lao động và các tổ chức truyền thông. Thủ tướng Ishiba là bộ trưởng đầu tiên phụ trách phục hồi địa phương và ông cũng nhận được sự ủng hộ nhiều nhất từ các đảng viên địa phương trong cuộc bầu cử chủ tịch đảng vừa qua. Kinh tế địa phương đang kỳ vọng sẽ sôi động trở lại với chính sách của tân thủ tướng Ishiba Shigeru. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.